Em Tuấn Hardy xin chào tất cả các bác. Nay thì em lại tranh thủ một vài phút buổi trưa để lên sóng giới thiệu đến các bác một vài món phụ kiện xe đạp chính hãng được em xách tay qua đường bay từ Nhật về. Mấy sản phẩm này thì em nó về Việt Nam tối hôm qua, thì hôm nay em cho lên sóng luôn. Bác nào mà quan tâm đến sản phẩm nào thì em đã đánh số thứ tự cũng như là đề giá ở trên từng món rồi. Các bác alo cho em qua số điện thoại 0888 391992. Tất cả sản phẩm đây thì em đã đều bao ship toàn quốc, bao vận chuyển miễn phí toàn quốc cho các bác nhé. Đấy, hôm nay thì em có mấy cái món màu sắc nó khá là sặc sỡ, bởi vì theo nguyện vọng của một số bác là cần một đôi giày nó mang một chút màu sắc, bởi vì một chiếc xe nó đã đơn điệu rồi thì mình cũng nên cải thêm một chút màu sắc, nó vừa tăng cái tính thẩm mỹ cũng như là nó an toàn hơn cho người đạp khi mà các bác đạp xe buổi sáng sớm hoặc buổi tối, thì nó có một cái đôi giày nó màu sắc nó rực rỡ một chút thì nó sẽ tăng sự chú ý của những phương tiện khác, nó an toàn hơn các bác ạ. Đấy là theo cái quan điểm cá nhân của một số bác cũng như là cái con mắt thẩm mỹ mỗi người khác nhau, nên là em cũng làm theo nguyện vọng. Bác nào mà ưng mắt thì alo cho em. Đấy. Đầu tiên em sẽ lên cho bác một đôi lốp các bác nhé, một cặp lốp đến từ thương hiệu Victoria. Đấy. Cặp này thì nó là dòng Zafiro Pro, lốp thì là màu đỏ các bạn, nó còn mới tinh các bác nhé. Cái này thì là lốp mới chưa qua sử dụng nhưng mà nó bị thiếu hộp thôi. Đấy, lốp mới tinh luôn, rất là đẹp các bác nhé, các bác nhìn này. Đấy. Dòng này là dòng 700x23C, hông 23. Đấy, lốp Zafiro Victoria chính hãng. Cặp này thì em bán cho các bác với giá là 1.800.000, là mã số 1. Đó. Một cặp lốp màu đỏ luôn. Đấy, các bác nào mà phối với màu xe mà các bác ưng cái màu đỏ này thì các bác alo cho em. Lốp mới 100% nhá các bác nhá. Chưa qua sử dụng, 700x23C. Màu đỏ rất đẹp. Thứ hai là em có một chiếc yên của Physics này. Yên này là mã số 2 với giá là 2.050.000. Yên màu đỏ các bạn, màu đỏ chữ đen, dòng chữ Physics màu đen. Yên này là cũng là yên đã dùng lướt rồi, nhưng hình thức nó thì còn khá là mới. Đấy, hầu như xung quanh thì nó không có bị rách chỗ nào cả. Dòng này là dòng Ariwan CX. Đấy, yên là đế carbon. Đế carbon, gọng carbon. Đây. Đế carbon các bác nhé, đế carbon sản xuất thủ công tại Ý, handmade in Italy. Gọng này qua quá trình sử dụng người ta có bắt vào xe thì cái phần lưới, cái phần vải này, cái phần vải bọc ở đây nó có bị sờn các bác nhé. Nó có bị thể hiện cái lốt bắt vào cái chỗ cọc yên này. Đấy. Thế nhưng mà gọng các thứ là nó không ảnh hưởng gì, nó chỉ bị sờn cái phần giấy bên ngoài thôi, phần giấy vải bên ngoài để người ta bọc và nó chống xước cái phần gọng thôi. Đấy. Chiếc này thì giá 2.050.000. Màu đỏ các bác nhé, màu đỏ, đế gọng carbon, rất là nhẹ. Yên chính hãng của Physics. Đấy. Đế gọng carbon. Tiếp theo thì em có một chiếc yên của thương hiệu, đây là dòng Selly SMP, dòng yên mỏ quạ đến từ Italia, 100% sản xuất tại Italia. Đấy, 100% made in Italy đây. Cái gọng của nó là gọng bằng ống inox các bác nhé. Ống inox thì nó sẽ, các bác sẽ không lo bị rỉ sét qua quá trình sử dụng. Đấy, 100% made in Italy. Chiếc này thì nó có màu là màu vàng. Màu vàng. Những cái đây là nó bị bẩn đấy các bác này. Chỉ bị bẩn. Về thì em cũng không có thời gian để vệ sinh đâu. Em cho lên sóng luôn để giới thiệu cho các bác. Thì bác nào mà mua thì các bác về các bác dùng khăn sạch các bác lau vệ sinh lại giúp em. Đấy, tất cả đều là vết bẩn chứ không có một cái vết chề xước nào trên yên các bác nhé. Yên thì còn rất là mới, chỉ bị bẩn một chút thôi. Chiếc này thì là mã số 3 với giá là 1.500.000. Đấy, dòng yên mỏ quạ đến từ thương hiệu Selly Italy. Selly SMP, 100% sản xuất tại Ý. Yên khá là mềm các bạn, mút nó khá là mềm. Dòng yên mỏ quạ thì ngồi nó rất thoải mái, nó không bị cấn, nó không bị cấn quá nhé. Tiếp theo là một chiếc yên đến từ thương hiệu SDG của Mỹ. Đấy. SDG là một thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ. Chiếc này thì là sử dụng gọng là gọng titan. Titanium đây, gọng titan. Đó, gọng titan. Và giá thì nó cũng rất là vừa phải thôi. Màu là màu xanh. Màu xanh này gọi là màu xanh gì các bác nhỉ? Em cũng không rõ, bởi vì cái màu xanh, cái thang màu xanh thì nó rất là nhiều màu xanh, xanh nước biển, xanh da trời, rồi thì đủ các loại xanh, nhưng mà các bác nhìn qua cái màn hình thì các bác có thể tưởng tượng ra là cái màu này là màu gì các bác nhé.
SDG, một dòng yên chính hãng của Mỹ. Chiếc này là mã số 4. Chiếc này chỉ có giá là 950.000 thôi các bạn. 950.000 các bạn đã sở hữu một chiếc yên da khá là mềm. Da khá mềm và gọng thì gọng là titan rồi. Đấy. SDG một thương hiệu đến từ Mỹ. Các bác lên trên Google các bác gõ SDG ra, nó ra một cái hãng yên chính hãng của Mỹ. Rất nổi tiếng, sản xuất phụ kiện. 950.000 thôi các bác nhé. Tiếp theo thì em có mấy đôi giày đây. Đôi giày thì đôi này là nó màu, cái màu này nó gọi là màu màu neon các bạn, màu vàng neon, hay còn gọi là màu xanh chuối hay là vàng chanh gì đó, rất nhiều cái tên gọi. Đây là một đôi CD cao. Hình thức thì nói chung là đã qua sử dụng thì đế nó sẽ có xước đó nhá, đế nó sẽ có xước và cái phần da xung quanh thì hầu như là nó cũng còn khá là đẹp, nó khá là đẹp. Đấy. Cái phần mũi yên là cái phần hay bị nhất này. Mũi yên này chắc chắn là nó sẽ có bị bẩn và nó có bạc bạc một chút là phần mũi yên này. Đấy, nó sần sần một tí tí thôi. Nó không rách đâu các bác nhá. Và xung quanh thì nó có bẩn bởi vì là qua cái quá trình sử dụng mà về thì em cũng không có thời gian để lau chùi hay là rửa ráy gì đâu. Nên là các bác thông cảm giúp em, bác mua về thì các bác lau lại giúp em cho nó sạch đi giúp em. Đấy. Chiếc này thì đôi này là sản xuất tại Italy, size 43, dòng CD cao và giá của đôi này là 2 triệu 500 nghìn các bác nhé, 2 triệu 500 nghìn bao ship. Đấy, đế carbon này. CD cao thì chắc là các bác cũng chơi CD thì các bác cũng biết cái dòng CD cao này rồi. Nó là cái dòng gọi là tầm trung trung. Không phải là thấp nhất mà cũng không phải là cao cấp nhất, nó là dòng vừa tiền vừa chơi cho các bác gọi là dân bán chuyên. Nó sẽ dùng một một khóa vặn ở đây và một khóa cài. Đấy, CD cao. Size 43. 2 triệu 500. Tiếp theo là một đôi CD. Dòng này thì em nghĩ nó là dòng Genius. Có lẽ nó là dòng Genius. Đôi này thì màu nó sẽ khác khác cái đôi này một chút. Mang gì này, màu nó sẽ vàng hơn một chút nhé. Và nó cũng bẩn. Bẩn qua quá trình sử dụng. Và cái phần mũi thì nó cũng có sờn sờn một chút này. Đấy, rõ, nói rõ tình trạng cho các bác bởi vì là các bác không đến trực tiếp xem được thì em cũng phải mô tả rõ chi tiết tình trạng đôi giày nó như thế nào để cho các bác dễ dàng nắm bắt. Đây là dòng 5 feet, xin lỗi các bác, đây là dòng 5 feet. Đấy, số 5 này, 5 feet này. Dòng này thì cái phần gót thì nó tất cả dòng CD để gót nó đều có phản quang đó nhá, nên là đạp xe nó cũng khá là an toàn. Và đôi này thì sản xuất tại Romania. Size là size 41 1 phần 2 các bạn, 41 1 phần 2, tức là size 41,5. Đôi này thì nó có bẩn và có chảy xước nhẹ, nó có bẩn các bạn nhé. Do không vệ sinh thì nó sẽ bẩn, đấy, nó có chảy nhẹ, chảy xước nhẹ. Đôi này thì em để cho các bác với cái mức giá là 1 triệu 8. Đôi này là mã G2. G2 là 1 triệu 800. Đôi CD cao này là G1. G1 là 2 triệu 5. G2 là 1 triệu 8. Đó. Màu thì hot rồi. Nó có bẩn các bác nhá, bẩn thôi. Tiếp theo là một đôi đôi Shimano đi. Em có một đôi Shimano màu trắng này, Shimano màu trắng. Dòng này là RP3 thì phải. Cũng không rõ nó là dòng nào bởi vì mình cũng chưa xem lại cái sổ hàng. Đây, những cái chỗ này là bẩn, vết bẩn ạ. Về các bác vệ sinh thì là sẽ sạch. Đôi này hình thức thì còn khá là đẹp. Đôi này là G3. G3 là 1 triệu 350 nghìn. Đấy. Shimano này thì loại này sử dụng được cả can của xe road cũng như là can của MTB các bác nhé. Đấy, hình thức xung quanh thì chỉ có bẩn thôi chứ không có chảy xước chỗ nào cả. Giày thì còn đẹp. Những vết bẩn nhé. 1 triệu 350 nghìn. Size của đôi này là size 41. Size 41. Đó, màu trắng. Cái dòng này đi các bác nào chân mà nó bề ngang nó rộng, bề ngang nó bè ra một chút thì các bác đi đôi này khá thoải mái bởi vì là cái phần mũi này nó khá là bè ở chỗ phần mũi này. Đấy. Bác nào chân bè một chút thì đi thoải mái hơn dòng Shimano, dòng CD bởi vì CD thì nó sẽ ôm chân hơn các bác nhé, CD nó ôm chân hơn.
Và cuối cùng em có một đôi này là đôi G4. G4 là một đôi CD Ergo. Đó, CD Ergo. Đôi này giá là 3 triệu 450 nghìn. Dòng này thì gót nó sẽ có cái phần bo gót này. Bo gót các bạn điều chỉnh nó bo gót để nó bám cái phần gót mình hơn. Đấy. Đôi này thì hình thức là còn đẹp, khá đẹp. Màu đen, đen bóng. CD Ergo 2. Sẽ dùng một khóa cài và một khóa vặn ở đây. Đấy là đế carbon này. Size 42. 42 1/2 các bạn, size này là size 42 1/2. Tức là size 42,5. Đấy, các bác mà chân bao nhiêu cm thì cứ nhắn tin cho em để em tư vấn kỹ hơn về size. Đôi này thì đế carbon này. Và nó đã người ta bên chủ cũ người Nhật người ta đã lắp sẵn cái can của Tham. Bác nào mà cần đổi sang can Shimano thì em sẽ kiếm một cái đôi can Shimano đổi sang cho. Còn đây người ta gắn sẵn rồi thì em cũng để nguyên để quay video cho bác xem. Đấy. Đế ra các thứ thì còn khá là đẹp. 3 triệu 450 nghìn các bác nhé. Đôi này đi thì quá sướng rồi. Da nó sờ nó rất là thích. Đẹp. Phần lưỡi gà này sờ nó cũng mềm lắm. 3 triệu 450 nghìn. Đấy, vừa rồi thì em đã giới thiệu qua cho bác một vài cái món sản phẩm mà em mới về. Bác nào mà quan tâm đến món nào thì các bác cứ alo cho em. Số tại em là 0888 391992. Video này thì em sẽ phát kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Xin chào các bác.